Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, vào ngày Tết Hàm Thực mùng 3 tháng 3 hàng năm, mỗi gia đình đều bận rộn chuẩn bị những đĩa bánh trôi, bánh chay. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Tết này. Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu về nguồn gốc cũng như là ý nghĩa của ngày Tết Hàm Thực này nhé! Nguồn gốc ngày Tết Hàm Thực mùng 3 tháng 3 âm lịch, theo nghĩa chữ Hán, Hàn là lạnh, thực là ăn. Tết Hàm Thực là Tết ăn đồ lạnh. Phong tục cổ truyền này có nguồn gốc từ Trung Quốc theo một câu chuyện ly kỳ truyền tụng nhiều đời. Truyền kể rằng vào đời Xuân Thu năm 770 đến năm 221, vua Tấn Văn Công nước Tấn gặp loạn nên phải bỏ nước lưu vong, sống cảnh nay trú nước Tề, mai ở nước Sở. Bấy giờ có một hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi theo phò vua và đã giúp đỡ nhiều mưu kế. Một hôm, trên đường lánh nạn, lương thực cạn kiệt, Giới Tử Thôi phải lén cắt một miếng thịt đùi mình nấu lên dâng vua. Vua ăn xong hỏi ra mới biết, đem lòng cảm kích vô cùng. Giới Tử Thôi theo phò vua Tấn Văn Công trong vòng 19 năm trời, cùng nhau nếm mật nằm gai khổ luyện thành tài. Về sau, Tấn Văn Công giành lại được ngôi vương, trở về làm vua nước Tấn, phong thưởng rất hậu cho những người có công khi tòng vong nhưng lại quên mất Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình theo vua phò vua là chuyện nên làm. Ông cho rằng những việc đó đâu có gì đáng nói. Vì thế ông về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Tấn Văn Công về sau nhớ ra cho người đi tìm Tử Thôi. Nhưng vì là người không tham danh vọng, Tử Thôi nhất quyết không quay về lĩnh thưởng. Tấn Văn Công ra lệnh đốt rừng, muốn thúc ép Tử Thôi quay về. Không ngờ Tử Thôi quyết chí, hai mẹ con cùng chịu chết cháy trong rừng. Nhà vua hối hận cho lập miếu thờ hàng năm, đến ngày 3 tháng 3 là ngày chết cháy của hai mẹ con Tử Thôi thì cấm dùng lửa nấu ăn, ngay cả việc làm cỗ cúng cũng phải làm từ hôm trước. Đây được coi là ngày Tết Hàm Thực. Tết Hàm Thực ở Việt Nam khác gì so với ở Trung Quốc? Tết Hàm Thực thì diễn ra vào ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm. Người Việt Nam thường gọi ngày lễ đặc biệt này với cái tên thật dân dã là Tết Bánh Trôi Bánh Chay. Theo âm Hán Việt, Hàn là lạnh, thực là ăn. Vậy Tết Hàm Thực là Tết ăn đồ nguội lạnh. Ngày Tết Hàm Thực này hiện vẫn đang duy trì phổ biến ở miền Bắc Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh xung quanh Hà Nội. Ngoài ra thì chiếc bánh trôi làm từ bột gạo nếp thơm ngon còn được dâng cúng trong ngày lễ Hai Bà Trưng ngày 6 tháng 3 tại làng Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Tây. Ngày Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 và Hội Phủ Dày tháng 3 lễ mẫu. Do đó, Tết Hàm Thực của người Việt Nam mang ý nghĩa dân tộc sâu sắc và có những nét khác biệt cơ bản với ngày lễ này tại Trung Quốc. Nhiều sự tích cũng cho rằng nguồn gốc của bánh trôi, bánh chay có từ thời Hùng Vương và tục làm hai thứ bánh này để nhắc nhớ về sự tích bọc trăm trứng của Âu Cơ. Món ăn Tết Hàm Thực, bánh trôi và bánh chay là hai loại bánh không thể thiếu trong dịp Tết truyền thống Hàm Thực. Ngoài ra, ở một số nơi thì người dân còn nấu thêm xôi hoặc là chè. Tại những vùng ngoại ô thành phố Hà Nội và ở Hát Môn, người dân còn làm thêm bánh nhót để dâng Phật và thờ cúng. Dù rằng bánh trôi và bánh chay là những loại bánh rất dễ làm, tuy nhiên, để làm được ra viên bánh tròn trịa thơm ngon, người làm ra những viên bánh cũng phải rất cầu kỳ trong việc lựa chọn kỹ lưỡng nguyên liệu. Gạo nếp làm bánh thì phải chọn mua gạo nếp hoa vàng đúng chuẩn, được pha với tỷ lệ 8 phần gạo nếp cùng với 1 phần gạo tẻ. Bánh này được làm kết hợp giữa bột gạo nhào nặn kỹ lưỡng với nước. Bên trong là nhân làm bằng loại đường phên già, làm nhân đường bánh trôi loại ngon nhất phải từ đường phên màu đỏ thắm, rắn và rất giòn, thơm mát. Bánh trôi được viên thành những viên nhỏ tròn vừa miệng, kèm với nhân là một viên đường phên vuông nhỏ, sau đó thả vào nước sôi. Khi bắt đầu nổi lên thì vớt bánh ra, cho vào nước sôi để nguội. Cuối cùng là vớt bánh ra và rắc thêm vài hạt vừng sắc nhỏ rang thơm. Do phần nhân làm từ đậu, hạt xanh, nấu trộn với dừa nạo sợi và đường. Để làm nên viên bánh chay thơm ngon, bạn nên chọn giống đậu tiêu với hạt rất nhỏ, thơm lừng để làm nhân. Bánh chay sẽ được múc ra bát khuấy cùng với một chút bột rắn dây được ướp với hoa bưởi dưới lên, hoặc có thể rắc một chút vừng hoặc là dừa hay là đỗ xanh để trang trí và thơm hơn. Bánh quả nhót được chế biến từ bột nếp giống như là loại bánh trên nhưng không có nhân ở bên trong. Tùy từng khu vực và tập quán mà sau khi luộc chín sẽ xào bánh qua với mật ong hoặc là dính thêm đậu ở bên ngoài bánh. Hiện nay,
Ngoài cách làm các loại bánh truyền thống thì mọi người còn sáng tạo ra nhiều chế biến theo nhiều kiểu khác nhau, như là hình chân mèo, bánh với phần bột trộn cùng lá dứa tạo màu xanh trông rất là đẹp mắt và ngon miệng. Còn bánh chay thì có phần nhân làm từ đậu xanh, có thể thay thế bằng bí đỏ hay là đậu đỏ thay vì đậu xanh. Ý nghĩa của bánh trôi, bánh chay trong Tết Hàn Thực của người Việt tuy có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng Tết Hàn Thực của người Việt vẫn mang những sắc thái riêng, mang đậm chất Việt. Vào ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm thì người dân đều ăn đồ nấu chín để nguội với tấm lòng thành kính nhất nhằm tưởng nhớ đến công ơn dưỡng dục của những người đã khuất. Khác với Tết Hàn Thực ở Trung Quốc, vào ngày này người Việt không kiêng lửa, vẫn nấu nướng bình thường. Điều đặc biệt là người Việt còn sáng tạo nên bánh trôi, bánh chay với ý nghĩa tượng trưng, đó là những thức ăn nguội Hàn Thực. Bánh trôi, bánh chay là đặc trưng của ngày lễ này. Từ xa xưa thì bánh trôi, bánh chay đã đi vào thơ ca dân tộc như những món ăn đặc trưng phổ biến của người Việt. Hai thứ bánh trôi và bánh chay đều làm từ bột gạo nếp thơm, bánh trôi nặn viên nhỏ ngoài trắng, trong nhân đường đỏ thả luộc trong nồi nước sôi, khi bánh nổi lên mặt nước vớt ra vừa chín tới. Còn bánh chay thì nặn tròn dẹt, không nhân, đặt lên đĩa nhỏ khi ăn đổ nước đường lên trên. Vào những ngày này thì người thân thì Vào những ngày này, cùng người thân thưởng thức một đĩa bánh trôi, bánh chay, ta cảm nhận được nhân tình, thế thái. Nhiều người còn truyền thay nhau rằng ăn bánh trôi, bánh chay vào ngày này để ôn lại những chuyện xưa cũ, chuyện một thời đã xa của dân tộc ta. Cũng có tích kể lại rằng bánh trôi, bánh chay có từ thời vua Hùng Vương và tục làm hai thứ bánh này để nhắc nhớ về sự tích bọc trăm trứng của Âu Cơ. Trăm viên bánh nhỏ tượng trưng cho trăm quả trứng của Đức Lạc Long Quân. Bánh trôi tượng trưng cho 50 quả trứng nở thành 50 người con lên rừng theo mẹ. Bánh chay tượng trưng cho 50 quả trứng nở ra thành 50 người con theo cha xuống biển. Và những truyền thống này đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt. Để rồi cứ đến ngày Tết Hàn Thực, người người nhà nhà lại nô nức chuẩn bị làm bánh trôi, bánh chay. Với mùi thơm phức của đỗ xanh, đường mật, không khí Tết dường như trở nên sôi động và ý nghĩa hơn. Có thể khẳng định rằng ý nghĩa ban đầu của Tết Hàn Thực ở Trung Hoa đã có nhiều thay đổi khi du nhập vào Việt Nam. Giờ đây, ngày 3 tháng 3 âm lịch trở thành một trong những ngày lễ được nhiều người chờ đón để bày tỏ tấm lòng với tổ tiên. Đây cũng là ngày mà các bà, các mẹ dạy con nhỏ nặn chiếc bánh từ bột gạo nếp dẻo thơm để gìn giữ một nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt. Bởi thế, bài thơ của Hồ Xuân Hương về chiếc bánh trôi đã in sâu trong tâm trí mỗi người Việt Nam ta. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Hy vọng rằng những kiến thức mà Phong Thủy May Mắn tổng hợp chia sẻ trên đây sẽ đem lại những hữu ích cho các bạn. Để hiểu thêm các kiến thức về phong thủy, biết được vận hạn của mình trong năm Canh Tý 2020, các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất nhé. Và các bạn cũng đừng quên để lại quan điểm cá nhân của mình bên dưới phần bình luận để Phong Thủy May Mắn hoàn thiện và phát triển hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.